Tử vi tuổi Đinh Dậu 1957, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Giang Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Giang Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Đinh Dậu là người rất nhiệt tình, sáng suốt, linh hoạt, tháo vát, nhưng đôi khi vì khó kiềm chế cảm xúc nên dễ hành động sốc nổi, nội tâm thẳng thắn, bộc trực nên không giỏi che giấu cảm xúc. Bạn bè của họ sẽ không ít lần nhận được những lời góp ý thẳng thắn của họ hoặc thậm chí khiến họ nổi giận. Tuy nhiên sau đó, mọi chuyện sẽ được dàn xếp ổn thỏa, mọi thứ không còn quá khích, cuồng nộ. Bên cạnh đó, tuổi Đinh Dậu rất thích cuộc sống gần gũi, tự nhiên, thích khung cảnh thiên nhiên nên có sức sáng tạo tuyệt vời. Họ sống khá thực tế, linh hoạt, chủ động, đề cao giá trị tiện ích. Ngoài ra, họ cũng rất giỏi, thông minh, thích nghiên cứu, tìm hiểu nên thường có thành tích và học vị cao. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Giang Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Đinh Dậu trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Đinh Dậu sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Giang Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Giang Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Đinh Dậu trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người tuổi Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hình, tài năng, quyết đoán. Đinh Dậu không thích phiêu lưu, không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh, sự hợp lý. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến tuổi Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Đinh Dậu chủ động và nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng rãi. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên, hết sức cuốn hút trong phong cách. Tuổi Đinh Dậu chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ coi vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy, đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Những người sinh năm Dậu nói chung coi tính logic, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên, với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, họ có thể bỏ qua sự khác biệt trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp tuổi Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Xem tử vi tháng 6 năm 2021 Tân Sửu cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, tháng này vận trình không thực sự tốt trên nhiều phương diện. Ở tuổi của các bác, sự nghiệp hầu như đã bỏ lại ở sau lưng. Những bác còn đi làm vẫn cần chú ý đến sức khỏe của mình. Tuổi tác cùng với áp lực từ công việc sẽ khiến bản mệnh mệt mỏi vô cùng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Bản mệnh hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến gia đình. Đinh âm hỏa gặp ất âm mộc nên được gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Đinh Dậu cần hết sức chú ý, cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông, đổ biển. Mọi người cần chú ý tiểu nhân ghen ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Năm 2021, thầy tuế là Sửu,
Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho các bác tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của Thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Đinh Dậu trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Về sự nghiệp, hầu như các bác đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm, nên may mắn về sự nghiệp gần như là không có. Những người tự làm chủ cũng không cần vất vả với kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, việc các bác cần làm là quan tâm hết sức khỏe và dành thời gian chăm lo cho gia đình. Với các bác vẫn còn đang đi làm, trong tháng này, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Các bác dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công việc. Con giáp này tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì các bác luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao? Trong tháng 6 âm lịch, với những diễn biến giúp công việc khởi sắc, các bác sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tuy vất vả, nhưng bản mệnh sẽ luôn đạt được những điều mà mình mong muốn. Đặc biệt, để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Đinh Dậu hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các gia chủ tuổi Đinh Dậu. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Trong tháng 6 âm lịch, tài lộc của các bác tuổi Đinh Dậu không có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Với những bác làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thật sự chăm chỉ, làm việc hết mình, nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Con giáp này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá mức, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Đặc biệt, để có thể tăng vận may mắn, cải mệnh, các bác tuổi Đinh Dậu cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Pháp khí nhà Phật bát bảo tâm kinh sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho các bác. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ, bảo vệ các bác trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian ở bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu. Khi số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy, hãy bao dung, nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa để giữ gìn hòa khí. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, thì Gia Cát khuyên các bác tuổi Đinh Dậu hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt, những bác tuổi Đinh Dậu đang còn độc thân, sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch, sức khỏe của các bác tuổi Đinh Dậu không có điều gì đáng lo ngại. Chỉ có điều, tinh thần của các bác không được tốt, các bác gặp phải chuyện buồn trong vấn đề tình cảm. Hãy nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc đó, lấy lại tinh thần để tiến tới mục tiêu của mình.
Tuy nhiên tuổi đi tháng Ất Mùi nhắc nhở các bác chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Tuổi này của các bác, sự nghiệp hay tiền tài không còn là nỗi lo lắng hàng đầu, sức khỏe mới là điều quan trọng. Thầy trẻ mải mê với công việc thì lúc này chính là thời gian để các bác nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình. Chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi sẽ là những bài thuốc hữu ích nhất. Các bác tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Đinh Dậu sinh năm 1957. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 5 âm lịch, để các bác tuổi Đinh Dậu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm xa trung kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với người tuổi Đinh Dậu trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 6, tức ngày 18 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, đinh mão. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 6, tức ngày 30 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, kỷ mão. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Đinh Dậu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 10 tháng 6, tức ngày 19 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Mậu Thìn, nạp âm Đại Lâm Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 22 tháng 6, tức ngày 31 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Canh Thìn, nạp âm Bạch Lạc Kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Đinh Dậu trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, quý vị hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, cảm ơn các bác đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.